Thưa quý vị, mỗi một tuần thì phải nói là Sam với Huy vô cùng nôn nóng để có thể được gặp lại quý vị khán giả. Và nghe đâu đây cũng là số phát sóng cuối cùng ở trong mùa 1 của Căn Bếp Vui Nhộn rồi. Rất là buồn đúng không? Nhưng mà không sao hết, bởi vì ngày hôm nay sẽ tràn ngập tiếng cười và niềm vui bởi vì các vị khách mời vô cùng đáng yêu. Rất đô con. Ở nhà một ta anh làm đoan hết. Ủa mà anh Thanh Duy, những gì mà anh Huy giới thiệu có đúng không vậy? Không em ơi, như nó ngược lại hết á. Cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng đảm đang, kiến thức sâu rộng và tài năng nấu nướng là tiêu chuẩn luôn. Cái món gì mà chị hay làm, mì xào cái gì đó? Mì gói xào đập trứng vô đúng, đúng không? Ừ, cái đó em cũng tính là cái món ăn luôn á. Đúng rồi, xong chị. Em bỏ vô microwave cho nó nóng phải không? Ừ. Châu cuối mà sao anh lo quá. Ôi, thiệt quá. Anh ruột của anh thì ăn nhờ. Ăn nhờ. Không, chị với anh thì toàn ship hàng không. Sẽ có hai vị bếp phó để có thể hỗ trợ. Rất là tài ba và họ đã trải qua một loạt những tập của chương trình và đạt đến 5 sao Michelin. Ghê lắm đó nha. Đó là Sam và Bắp. Thôi hay là hai đứa mình tự lập được không? Tự lập đi. Tự lập đi. Kệ có làm tới đâu hay tới đó em. Trời tức á, bị tức á. Bây giờ anh em mình qua nhiều số bị người chơi xà xệ quá rồi. Có nghĩa là tất cả những số trước là hai bạn đều bị hất hủi vậy luôn hả? Và nhiệm vụ của hai người chơi sẽ úp mặt vào bảng này. Và sau đó dùng sự cảm nhận từ lưng của mình, từng tế bào, qua nét vẽ của chúng tôi và vẽ lại hình đó lên tấm bảng. Không phải ạ. Chữ thứ hai. Ủa một nét là ra chữ luôn hả? Đúng rồi. Trời đất ơi. Nét nha. Chữ thứ hai. Đây em ở lụng giấy luôn rồi đó. Duy ơi. Đó, thấy chưa? Em đi rồi đó. Thôi nghe đại luôn. Tiếp nè. Rồi chưa? Đón xem Căn Bếp Vui Nhộn vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.